Tại lượt trận vòng 3 giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2016, Bình Định có chuyến làm khách trước Bình Thuận với hy vọng giành trọn 3 điểm để bứt phá trong cuộc đua thứ hạng. Tuy nhiên, quyết tâm lớn đã không giúp các vị khách có được lợi thế trước, mà chính đội chủ nhà Bình Thuận mới là những người được ăn mừng trước sau pha mở tỷ số của Trịnh Đức Bốn ngay ở phút thứ 6. Những tưởng Bình Định sẽ phải ra về trắng tay thì bất ngờ vào phút bù giờ thứ 2 của trận đấu, Lê Thanh Tài đã có màn tỏa sáng kịp thời để kết thúc trận đấu với tỷ số hòa. Dù chỉ giành được 1 điểm, thế nhưng đội bóng đất Võ vẫn tiến lên đầu bảng A với 7 điểm hiện có. Ở trận đấu cùng giờ, Lâm Đồng cũng có chiến thắng đầu tay sau khi đánh bại Sanatech Khánh Hòa với tỷ số 1-0 ngay tại sân nhà bằng pha lập công duy nhất của Nguyễn Trọng Hoàng. Trong khi đó, trên sân Hà Đông, Công an Nhân dân và Vieten cũng đã chia điểm trong trận cầu 2 bàn thắng. Cùng ngày, các trận đấu ở bảng B cũng diễn ra khá sôi động. Đội chủ nhà Long An đã buộc đối thủ mạnh Mang Côn Sài Gòn phải chia điểm trong trận cầu bám đuổi tỷ số đến nghe thở. Còn PVF đã thể hiện được sức mạnh thực sự của mình với người hâm mộ khi thắng đậm Vĩnh Long với kết quả 3-1. Cặp đấu còn lại là cuộc đối đầu giữa Bến Tre và An Giang cũng kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng. Vào ngày 27 và 28 tháng 4 tới, lượt trận thứ tư của giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2016 sẽ tiếp tục diễn ra. Tại bảng B, Mang Côn Sài Gòn sẽ có cơ hội tạo khoảng cách với đội bám đuổi là An Giang khi chỉ phải tiếp đón đối thủ được đánh giá dưới cơ là Bến Tre. Còn tại bảng A, một chiến thắng trước Lâm Đồng sẽ giúp Hà Nội TNT giành lại vị trí đầu bảng từ tay Bình Định.